Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì cùng mọi người gặp lại chị Thuận. Chị Thuận đã sử dụng dịch vụ trẻ hóa da thơm mát 2019 tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hôm nay là được khoảng tầm 3-4 ngày rồi. Và hôm nay chị Thuận đến là để kiểm tra lại da đúng không chị? Đúng rồi em, hôm qua bên chăm sóc khách hàng các em gọi điện với chị, mời chị đến để kiểm tra lại. Đấy, hôm qua các em đến kiểm tra lại chị thì tốc độ lão hóa nó giảm rõ rệt em ạ. Đấy, các vết chân chi này với các vết rãnh má này nó mờ hẳn đi. Tốc độ lão hóa nó giảm rõ rệt. Đấy. Em nhìn thấy là cái gương mặt bây giờ nó tươi trẻ hơn hẳn chị ạ, so với cái hôm đầu đến ở bên em. Đấy, có mỗi một buổi thôi, thế mà sau mấy hôm nay mấy hôm các em đi kiểm tra lại thì coi như là đã thấy da mặt nó thon gọn hẳn lên, sao mà nó sáng dạ, trẻ hơn chục tuổi. Chị ơi, hôm nay thì chị đi một mình à? Ừ, chị đi một mình, đấy lần trước có cô Lan cô đi cùng đấy, nhưng mà hôm nay có chắc là cô bạn cô mà không đi nữa, chị đi một mình chị đến. Dạ, tưởng là hai chị em đi thì em lại xin phép quay hai chị em là lại review lại là cái quá trình cái liệu trình bên em. Thì em xin phép phân tích lại cái tình trạng khi cái hôm mà chị Loan à chị Thuận đến bên em nhá. Mọi người có thể nhìn là đây là gương mặt của chị Thuận khi mà đến với thẩm mỹ quốc tế Bali. Thì cái khi mà chị đến đây thì cái gương mặt của chị rất là nhăn đúng không chị? Cái trán nhăn này rồi là cái rãnh mắt nhăn rồi là cái khóe miệng bây giờ không nhận ra mình nữa. Bây giờ thì đây mọi người có thể nhìn thấy là làn da của một chị 50 tuổi nhìn da rất là đẹp, nó rất là căng hồng. Rồi mọi người nhìn, hãy nhìn nhá, để chúng ta sẽ cùng phân tích được cận cảnh cái gương mặt của chị. Bây giờ về nhà thì có ai bảo là đây là một gương mặt của chị 50 đúng không chị? Ôi rồi về con khen này, các bạn bè khen bảo là sao dạo lại trông khác thế, thay đổi nhiều thế, trông trẻ đã chục tuổi. Đấy, không những em là da nó được mất đi cái nếp nhăn nhá, mà em thấy là nó còn hồng hơn. Ngày xưa là da còn bị săn sạn nên là chị này đúng không? Da mặt còn thon gọn hẳn lên, mịn màng hẳn lên. Bây giờ thì không, em đoán là chỉ còn 40 thôi, không phải là 50. Đấy, trẻ ra hơn chục tuổi đấy, ai cũng hỏi là cơ là cái trông khác thế, thay đổi nhiều quá. Trẻ quá chị ạ. Vâng, thế sau khi mà về thì mọi người và sẽ nhìn chị và chị Loan nó cũng rất là ngạc nhiên đúng không chị? Đúng rồi, ngạc nhiên. Mà trong công việc mình thấy tinh thần mình thoải mái ra, mình rất là vui, rất hài lòng. Bây giờ rất là đẹp rồi chị nhờ. Thế hôm trước khi mà thực hiện cái liệu trình thơm mát của bên em thì chị Loan và chị Thuận cảm nhận như thế nào? Có đau rát hay là khó chịu gì không ạ? Lúc đầu chị cũng hơi lo lắng đấy, nhưng về sau các em mà tư vấn rất cẩn thận rồi chị làm chị thấy không đau rát đâu, chỉ hơi nóng nóng một chút thôi, nóng nóng và bấm một chút thôi. Thế xong 5 phút thôi đê mê ra, xong 6 phút không nghĩ là mình ngủ luôn quên trên đấy, không nghĩ là mình đã xong rồi. Đấy chính là cái ưu điểm lớn nhất của cái công nghệ trẻ hóa da thơm mát của bên em, tức là khách hàng vẫn có thể trẻ da được chục tuổi mà hoàn toàn không cần phải phẫu thuật hay là can thiệp bất cứ một cái dao kéo gì lên gương mặt đó, mà mình chỉ là dùng cái nhiệt và mình tăng sinh cái collagen ở trên cái bề mặt da của khách hàng thôi đó, và nó sẽ tiếp tục nó tăng sinh dần khoảng tầm sau từ 2 đến 6 tháng. Bây giờ là chị cảm thấy là về nhà mình vẫn sinh hoạt và sau khi làm thì vẫn make up như bình thường đúng không chị? Đúng rồi, chị rất phải làm vẫn đi chơi như bình thường đúng không? Đấy chính là cái ưu điểm mới nhất cái công nghệ trẻ hóa da của thẩm mỹ quốc tế Bali. Và lát nữa thì em mời chị Thuận xuống để mình chăm sóc da lại chị nhá. Vâng, và rất cảm ơn em. Mọi người có bất kỳ những cái băn khoăn hay thắc mắc nào về cái công nghệ trẻ hóa da thơm mát của thẩm mỹ quốc tế Bali thì hãy gọi ngay đến số điện thoại hotline 0386463463 để tư vấn trực tiếp. Và rất là cảm ơn chị Thuận hôm nay đã lại tiếp tục cho bọn em ghi hình để chứng thực cho mọi người thấy sự hiệu quả của công nghệ thơm mát trẻ hóa da của bên em mang lại chị nhá. Rồi, chị rất cảm ơn các em đã làm cho chị trẻ tươi trẻ được bao nhiêu, cô chị rất hài lòng. Dạ, vâng ạ, em cảm ơn chị.